Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin. Trồng nấm cho hiệu quả kinh tế cao của ông Trương Đình Sơn ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương. Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường của công ty Phú Hà Thái, khu công nghiệp Tiền Hải. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, gồm 26 chương, 426 điều. Bộ luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua. Thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm thông qua hình phạt để răn đe giáo dục phòng ngừa. Với nhiều điểm mới như bỏ áp dụng hình phạt tử hình đối với một số tội danh, trường hợp cụ thể như người đủ 75 tuổi trở lên, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng. Đồng thời, bộ luật cũng đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Kế thừa và phát triển những quy định nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội. Cũng tại hội nghị đã quán triệt việc thi hành luật tiếp cận thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh mục tiêu của Bộ luật Hình sự năm 2015 là nhằm xây dựng bộ luật phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trao giống khoai tây cho các huyện, thành phố, giúp nông dân khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng của bão số 10. Để giúp nông dân khôi phục sản xuất, bù đắp thiệt hại do mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ 100% giống khoai tây cho diện tích tăng thêm so với kế hoạch, khoảng 1.800 ha bằng giống khoai tây Đức, Hà Lan. Hiện đã có trên 200 hợp tác xã đăng ký tiếp nhận khoai tây giống. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành giao giống cho các xã, thị trấn để cung ứng cho nông dân, đảm bảo chất lượng đúng địa chỉ và kịp lịch thời vụ. Các địa phương dựa trên số lượng giống được giao sẽ chuyển đến từng hộ gia đình, đồng thời tổ chức hướng dẫn nông dân các biện pháp trồng và chăm sóc khoai tây để đảm bảo năng suất và chất lượng cao. Theo đó, nông dân tại 41 xã, huyện Đông Hưng đã đăng ký tiếp nhận 370 tấn giống cây khoai tây của Đức và Hà Lan để trồng với diện tích trên 335 hectare. Hiện nay, nhiều địa phương trong huyện đang tổ chức cấp phát cho xã viên trên cơ sở danh sách đã đăng ký. Huyện Đông Hưng đang chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận trồng cây khoai tây, đảm bảo trong khung lịch thời vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục chăm sóc cây vụ đông ưa ấm và gieo trồng các loại cây ưa lạnh khác. Như vậy, vụ đông này, cây khoai tây có vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu cây ưa lạnh. Thời vụ trồng cây khoai tây cũng đã đến để giúp nông dân trồng cây khoai tây đạt năng suất và chất lượng. Sau đây, kỹ sư Phạm Thị Hiên, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình lưu ý bà con một số biện pháp kỹ thuật sau. Kính thưa quý vị, thưa bà con, với điều kiện thời tiết năm nay, khi trồng cây khoai tây vụ đông, bà con xin lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là về thời vụ. Với cây khoai tây, bà con có thể trồng từ 20 tháng 10 đến 15 tháng 11. Tuy nhiên, điều kiện trồng tốt nhất là đầu tháng 11 và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay thì bà con cần tiến hành trồng ngay. Về lượng giống cho cây khoai tây khoảng 40 đến 45 kg trên một sào. Với những bà con đã có kinh nghiệm trồng và trên các củ to thì bà con có thể bổ củ để đảm bảo mật độ cho năng suất cao. Lưu ý, sau khi nhận củ giống, nếu củ đã có mầm
bằng hạt đậu thì bà con có thể trồng ngay. Nếu mầm đỉnh quá dài thì đây là mầm đã già sinh lý, bà con nên bỏ và sau đó để kích thích cho mầm bên phát triển khỏe mạnh hơn. Nếu chưa có mầm, bà con có thể rải một lớp mỏng ở những nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp ảnh hưởng đến củ giống. Khi mầm bằng hạt đậu thì vẫn có thể trồng ngay. Về khâu làm đất, sau nhiều ngày mưa trên một số diện tích ruộng có thể bị ướt. Nhưng bà con lưu ý chỉ cần đi trên mặt ruộng, ruộng đất không lấm chân là có thể tiến hành làm đất và trồng được. Tốt nhất lên làm đất trước khi trồng 1 đến 2 ngày để cho đất hả hơi và khô ráo hơn. Về phân bón, bà con nên tận dụng tối đa nguồn phân chuồng hai mục, phân hữu cơ hoặc có thể thay thế bằng phân vi sinh. Nên sử dụng bằng các loại phân NPK chuyên dùng cho cây khoai tây. Lưu ý, nếu trường hợp đất ướt thì bà con tuyệt đối không được bón lót bằng phân đạm. Lượng đạm này có thể dùng để ngay sau khi trồng cây mọc lên thì có thể pha loãng để tưới và sau đó tiếp tục bón phân thúc 2 lần theo như khuyến cáo. Về cách trồng, với những ruộng đảm bảo tiêu chuẩn có thể trồng ngay thì bà con tiến hành đánh rạch, bỏ phân, lót, sau đó rải một lớp đất mỏng và đặt củ, tuyệt đối không cho củ tiếp xúc với phân. Trên các chân ruộng trũng hay trên chân đất hai lúa, đất nặng thì bà con có thể lên luống cao 20 đến 25 phân. Sau đó băm tơi nhỏ ở những chỗ đặt củ và tiến hành đặt củ nổi trên mặt luống để sau này tiến hành vun cao sau. Chúng tôi vừa hướng dẫn với quý vị và bà con một số lưu ý khi trồng cây khoai tây vụ đông. Rất mong bà con lưu ý và thực hiện theo quy trình hướng dẫn. Kính chúc bà con có vụ đông thắng lợi. Từ một hộ nghèo mà chỉ nhờ trồng nấm, gia đình ông Trương Đình Sơn ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ giàu và đang giúp nhiều gia đình khác có công ăn việc làm và thu nhập. Đó là câu chuyện mà biên tập viên Hoài Thu sẽ chia sẻ ngay sau đây. Khởi nghiệp từ một hộ nghèo với số vốn ban đầu gần như con số 0. Ấy vậy mà tới nay, sau 10 năm đam mê với nghề trồng nấm, ông Trương Đình Sơn ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương thoát nghèo bền vững và trở thành hộ giàu, giúp đỡ rất nhiều hộ nghèo khác ở địa phương cùng vươn lên thoát nghèo. Chung là trừ chi phí rồi thì mỗi một tháng thì hai vợ chồng cũng thu về được khoảng độ hơn chục triệu. Rồi thì ngoài ra thì cũng tạo được công ăn việc làm ngoài cái mùa vụ cho các bà con ấy. Trồng nấm là một nghề dễ làm, chỉ cần một số vốn đầu tư ban đầu khoảng 5 triệu đồng và 100 mét vuông diện tích đất để làm lán trại trong một năm. Ông Sơn có thể tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có là phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, mùn cưa, thân cây gỗ, thân lõi ngô để nuôi trồng nấm, vừa bảo vệ được môi trường vừa cho thu nhập cao. Chỉ cần một năm là mình chưa có điều kiện để làm nồi hơi lán trại lớn như chúng tôi thì mình có thể tận dụng là ví dụ như những cái chuồng bò hoặc là những cái chuồng lợn trước kia là mình chăn nuôi nhưng bây giờ chăn nuôi không được nữa thì là mình tận dụng mình làm ví dụ như một năm là mình làm đấy cũng độ 2-3 nghìn bịch. Cho đến nay, nghề trồng nấm đang giúp cho nhiều gia đình như ông Sơn vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính trong riêng trong 5 năm, với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 24 nhóm hộ chuyên trồng nấm, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã giúp cho nhiều nhóm hộ này vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ giàu từ nghề trồng nấm. Các hộ làm cái mô hình nấm sò là người ta phát triển tốt và cái đầu ra chưa bao giờ phải lo là thừa ế cả. Vì bây giờ cái nhận thức của người dân là cái sản phẩm nông sản chẳng. Thì cái nấm là cái sản phẩm nông sản sạch, cao cấp và hoàn toàn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tạo công ăn việc làm cho tất cả những người còn sức khỏe, kể cả người già và trẻ em cũng có thể tham gia trong cái quy trình làm nấm được. Nghề trồng nấm vẫn đang được coi là một nghề đầy tiềm năng khi mà thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên hiện nay, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu. Do vậy mà phát triển nghề trồng nấm cần những giải pháp và chiến lược mang tính định hướng lâu dài để xây dựng thương hiệu, xây dựng quy trình sản xuất, chế biến phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, trồng nấm vừa dễ làm mà hiệu quả kinh tế lại cao. Đã có rất nhiều nông dân vươn lên thoát nghèo từ mô hình này và đang tiếp tục giúp đỡ nhau để thoát nghèo tại địa phương. Do vậy mà rất cần sự quan tâm từ các cấp chính quyền cũng như là các ngành chức năng để nhân rộng và phát triển những cái mô hình như thế này. Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng sau hai kỳ giảm giá liên tiếp trước đó. Cụ thể, giá xăng RON 92 tăng thêm 271 đồng một lít, xăng E5 thêm 224 đồng một lít.
các mặt hàng dầu cũng tăng thêm 199 đến 265 đồng một lít, 1 kg tùy loại. Cùng với đó, nhà điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng khoáng thêm 170 đồng một lít lên mức 300 đồng một lít, xăng E5 thêm 190 đồng một lít lên 300 đồng một lít. Cơ sở tăng giá xăng dầu là do bình quân giá thành phẩm trên thị trường Singapore 15 ngày qua với xăng khoáng đã vượt qua mức 69.300 đô la Mỹ một thùng, diesel là xấp xỉ 69.900 đô la Mỹ một thùng. Như vậy từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 20 kỳ điều chỉnh, trong đó có 8 kỳ tăng giá, 9 kỳ giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên. Tiếp nối kết quả của dịch vụ khai và nộp thuế điện tử, thời gian qua ngành thuế tiếp tục đưa vào áp dụng một giải pháp cung cấp dịch vụ công điện tử mới, đó là dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử. Đây là dịch vụ công điện tử cho phép ngành thuế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp điện tử cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp, người nộp thuế không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế, mà chỉ cần truy cập cổng thông tin, gửi giấy đề nghị hoàn thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ kèm theo. Nhận thông báo xác nhận kết quả và thời gian trả kết quả qua hộp thư điện tử, nhận tiền hoàn thuế chuyển vào tài khoản ngân hàng. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, đến nay ngành thuế Thái Bình đã tiếp nhận và giải quyết 120 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Giải pháp này được đánh giá là một bước tiến mới của ngành thuế trong lộ trình minh bạch hoạt động quản lý nhà nước trên môi trường mạng, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Lâm Hoa Hưng Hà đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào khám và điều trị cho bệnh nhân. Bằng nhiều nguồn vốn, Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Lâm Hoa Hưng Hà đầu tư hơn chục tỷ đồng xây dựng, hoàn thiện khu điều trị nội trú, mua bổ sung máy chụp cắt lớp, máy sinh hóa cùng các thiết bị khác phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các thiết bị tiên tiến hiện đại đã giúp cho việc khám chữa bệnh được chính xác và nhanh chóng hơn. Cùng với việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, bệnh viện còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ, thường xuyên cử cán bộ đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Dự các lớp đào tạo chuyển giao công nghệ, từ đầu năm đến nay, bệnh viện khám và điều trị cho gần 80.000 lượt bệnh nhân, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều trị nội trú cho gần 1.600 bệnh nhân, phẫu thuật và thủ thuật 2.300 ca, không để xảy ra sai sót về chuyên môn. Từ vụ việc thực phẩm kém chất lượng do củ quả thối tuồn vào bếp ăn trường học mà báo chí đưa tin trong thời gian qua tại tỉnh Vĩnh Phúc, thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chú trọng đến chất lượng bữa ăn của học sinh, đảm bảo đủ dinh dưỡng để các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ cần phải được triển khai quyết liệt hơn. Đây là nhiệm vụ được ngành giáo dục Thái Thụy chỉ đạo tới các trường học trên địa bàn có bếp ăn bán trú trong năm học này. Huyện Thái Thụy hiện có 100% trường mầm non và 34 trường tiểu học có bếp ăn bán trú. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc, phòng giáo dục huyện chỉ đạo các trường lựa chọn những cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, địa chỉ rõ ràng để ký hợp đồng cam kết trách nhiệm, tăng cường cho các nhân viên cấp dưỡng tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, có trình độ nhất định về sơ chế nấu ăn cho trẻ em, đồng thời thực đơn thực phẩm được lên lịch theo tuần, theo mùa, phải được tiếp nhận dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện nhà trường. Tại các trường mầm non, phòng giáo dục và đào tạo huyện chỉ đạo thực hiện chế độ thực đơn của trẻ và bảng quy đổi thực phẩm trong công tác nuôi ăn bán trú nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn của trẻ để phụ huynh yên tâm gửi con ở trường. Trong năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thanh tra kiểm tra tại các trường học bán trú và tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tìm kiếm các đơn vị doanh nghiệp có uy tín ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm sạch cho các trường học trên địa bàn huyện. Phạt tới 8 triệu đồng khi đổ rác thải vào công trình thủy lợi. Đây là một trong những quy định tại Nghị định 104 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2017. Theo đó, đổ rác thải chất thải vào công trình thủy lợi bị xử phạt như sau. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đổ rác thải chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng dưới 0,5 mét khối. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đổ rác thải chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 0,5 mét khối đến dưới 1 mét khối. Phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi đổ rác thải chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 1 mét khối đến dưới 3 mét khối.
phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 3 mét khối đến dưới 5 mét khối, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi đổ rác thải, chất thải vào công trình thủy lợi với khối lượng từ 5 mét khối trở lên. Thưa quý vị và các bạn, suốt thời gian dài, nhiều cử tri xã Tây Sơn, Tây Giang và thị trấn huyện Tiền Hải bức xúc trước việc công ty chế biến thức ăn chăn nuôi Phú Hà Thái gây ô nhiễm. Mặc dù chính quyền địa phương cùng ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản, nhưng cũng dường như chịu bó tay trong việc xử lý vi phạm. Gần 10 năm qua, hàng nghìn hộ dân các xã nằm cạnh khu công nghiệp Tiền Hải phải hứng chịu mùi hôi thối phát ra từ hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thức ăn chăn nuôi Phú Hà Thái thuộc khu công nghiệp huyện Tiền Hải. Mùi hôi thối, nhất là những ngày mưa xuống nắng lên, gây nhiều bức xúc và làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương các xã Tây Sơn, Tây Giang và khu vực thị trấn. Ngày nào cũng phải ngửi cái mùi như thế nào, hôi thối bốc lên, rồi nó bay về đây rồi khói bụi, thì không thể chịu được. Liên tục là như thế, thế tức là nó cái mùi nó thở như nửa kiểu cá hay là chết hay là chuột chết ấy. Nó hôi lắm, và nhà tôi, cái khu vực nhà tôi này là cứ phải đến cái tầm ăn cơm ấy hoặc là buổi tối là cứ phải đóng kín cửa. Nhiều hộ dân sống quanh khu công nghiệp Tiền Hải phản ánh, công ty này thường xuyên sử dụng phế phẩm sinh hoạt, đặc biệt là xương xác động vật để chế biến thức ăn gia súc. Trước nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, huyện Tiền Hải cũng như Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, yêu cầu công ty phối hợp làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, công ty này luôn tìm cách trốn tránh, chây ì, tìm đủ mọi lý do để không làm việc với các cơ quan chức năng. Về cái ô nhiễm của môi trường của công ty Phú Hà Thái, là chúng tôi là ở huyện là thưa đồng chí là đã phối hợp cùng với lại Sở Tài nguyên Môi trường mà đã kiểm tra nhiều lần tất cả các cái văn bản rồi là giấy tờ ra là lịch để làm kiểm tra, nhưng mà công ty là vẫn không hợp tác nên là cái việc là kiểm tra không thực hiện được. Chúng tôi đã có công văn đến 4 lần, tuy nhiên là công ty không phối hợp. Về vấn đề này thì chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban tỉnh về các cái giải pháp để mà quyết liệt hơn, cưỡng chế đối với cái đơn vị cố tình vi phạm và cố tình không thực hiện các cái quy định về quản lý đất đai cũng như bảo vệ môi trường. Được biết trước đó, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện công ty vi phạm về mục đích đăng ký sử dụng đất và bị phạt gần 590 triệu đồng. Nhưng công ty này vẫn ngang nhiên không chấp hành quyết định xử phạt, cũng như không có biện pháp khắc phục hậu quả sai phạm. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.